robot game pass top infinity Người đàn ông có được mọi thứ, đang có nguy cơ bị admin cho bay acc. Bạn ác thì ta cũng chơi Nepturo lại thôi. Này vô hãy tạc game pass robot, ngươi để nó đâu hết tên rồi. Ta không để ở shop cài game giá rẻ nữa đâu, ta đã chuyển qua shop phi trần gamer.vn. Có đồ băng đỉnh thì hãy tới đó mà lấy đi. Hello, xin chào các em, chào mừng đã trở lại với quy Trần Gamer. À, hồi nãy giờ đây, à, ai có skin Luffy không? tính ra là ạc của cụ Thuật đang có hai con kim luffy luôn mà chat lên có mà nó tể rồi hình như là cái bạn đó đã ao ra rồi còn một bạn thì đang afk thôi okay, kệ em sẽ lên tv với phiên bản afk vậy đáng lẽ là vô cho kim luffy tại vì ạc này của cụ thật mà <laughs> nay chúng ta sẽ coi là một cái ạc mà đã bị người ta phá phá là một cái anh nào đó đã vô ạc của bạn thuật và phá theo cái kiểu là nớp tu rồ ý Uh, do là anh ấy đã làm người phá ạc của cụ thật anh em là cái người mà chơi nấp tu rồ sau khi chơi nấp tu rồ quá nhiều thì người đó bắt đầu quyết tâm chuyển qua phiên bản mới là anh ấy đã chơi rồ tu nớp là dấu ạc của cụ thật là giết hết các bạn có thể lên uh, tìm hiểu là rồ tu nớp thì anh anh em sẽ ra được cái video đó thôi và tôi đã điều tra được một phần rồi sắp ra được cái tên nào đã phá ạc của cụ rồi nên là tôi thấy là à, cụ này thật là đáng thương già cả rồi đi xe lăn thế này đi mà còn bị phá ạt nữa cho nên tôi mới vô đó tôi phải giúp đỡ cụ thật bằng nhiều cái phiên bản đầu tiên là tra cho con này con nhỏ hết cho sẵn sàng hy sinh vài trăm gần vài tỷ robot luôn đó để cho cụ thật lên và kết quả là ngày hôm nay cụ thật có 44.449 kim cương kiếm gì mua năm kim cương đi để cho nó sẵn là còn <laughs> ờ kiếm gì mua hết ta năm kim cương nữa là, nó còn chẳng luôn đó <laughs> là còn là bốn 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 là nó đều hơn cái này là số chín hơi bị lẻ ha cái này cộng này nhiều học cái này tới 15 kim cương là vậy thì nó lỗ rồi rồi hôm nay chúng ta sẽ vô chỉ để ngắm ạc cụ thuật thôi để coi là cụ thuật sau một thời gian uh, bị phá ạc xong thì khôi phục lại như thế nào nha uhm, đây là bằng chứng cho việc là nấp tu rồ mọi phiên bản à cụ thật thì lúc đầu do Pham Dam chỉ có khoảng 11 tỷ thôi do cụ khá là lười để farm khá lười lười lắm cho nên là tôi đã giúp đỡ bằng cách là cho con uh, bút tiền với lại một số con uh, bút tiền là là mua cho những con uh, tra ve được nè rồi cụ thực này thì nói chung sinh ăn hơi ghê chế độ sinh ăn của cụ ấy lên tới đỉnh cao rồi <laughs> anh em nhìn là biết những con tê này nó nhiều dữ vậy Trời ơi anh em coi nè điểm danh nha asuna một bầy phiên bản này chỉ có thể là xin ăn thôi bởi vì level nó khác nhau nè rồi đi này um, xin ăn thì nó up lên nè thôi răng kia đâu mà giữ vậy rồi đây nè Thầy ơi ổng ổng xin tôi một con ray anh em rồi sớm stream ổng xin tôi hai con ray mà rốt cuộc bây giờ ổng có hai con sáu sao à thanh niên này um, phải phải lấy một con <laughs> phải lấy gấp một con mới được anh em coi cái ạc là đó asuna nè dio nè đăng ký nè đó đây sáu sao hai con luôn nha hàng người ta hàng hiếm mà người ta kiếm một con không ra ổng có hai con luôn vậy mới chịu ém hàng ém hàng cụ thật không ém nay mà tôi không vô tôi không phát hiện được rồi rồi đó itachi nè bit mom nè nè Boss gì nè đó Lightning Boss nè hàng xịn không nè chín trăm 900 chín trăm tiền mà mới vô hai rồi đam nó cũng ngon ta rồi level thấp nữa chứ thôi là con này thủ đầu hơi bị khủng ha suy nghĩ lại rồi đánh tới 8 giây là hơi lâu rồi uh, giờ nè sáu um, sao luôn gắt ợp lên Luffy tôi còn chưa có Luffy sáu sao nữa à của thật có luôn rồi nè rồi um, siêu master rồi ơi Naruto sáu nè rồi uh, Luffy zombie nè sao vậy không này cùi lắm này thấy sáu sao chứ nó chạy là gì đâu siêu tập chơi thôi tông Hunter ít Hunter một số bạn comment rồi quay nè, ở uh, rem á, bảy con rem. Trời ơi cái ạc của cụ thực này căng não quá. Ờ, <laughs> uh, uh, Sasuke. Luffy 6 sao uh, phiên bản up từ kin Luffy nè, râu đen nè. Rồi bắt đầu hàng lên năm sao là Acer nè, Aizen. Con này là cụ sinh ăn chắc luôn. Đặt thôi là chỉ còn đúng một con kin Luffy thôi cái nịch thì không biết có hay không nhưng mà có đúng một con kilo phi thôi. Sau đó à Bulma nè, rồi hộp quà để coi quà. 2 5 mười 11 hộp quà. Cái này là đã sau khi bị tôi bóc lột hết 8 hộp quà mà cụ vẫn còn 11 hộp quà. <laughs> ghê quá, ghê quá. Rồi tiếp tục coi còn gì nữa không? Dabi nè. <laughs> rồi uh, ESB này nọ, Todoroki, Zenith nè. Ôi có thủy trụ luôn mới ghê chứ Ôi thánh Thánh ỷ này nhiều Đấng ỷ này nhiều dữ với ta Ôi gọi con Jojo mới nữa nè Ủa cái ạc có hầu hết luôn nha anh em Đừng có, đừng có xem thường cụ Đây là thành quả của việc 08 Lộn mà lọc lộ intro rồi Đây là thành quả của việc um, đi farm lại nè Con này thì thiếu uh, Obito Mà chắc cũng không cần đâu Giờ này nó cùi rồi Con đầu gai này nè Maniac này nó cũng xịn lắm Ao e toàn phần nha Rồi coi còn gì nữa không À, xuống 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 à, ờ, Conan như là cụ thật bật chế độ sinh ăn maximum hay sao ý có Conan phiên bản Winter nè Ủa sao cái con Winter này đam nó to hơn con phiên bản thường ta Ừ nó to hơn anh em Ừ để tôi lấy con Conan Winter thì tôi đi thử coi sao mà lạ quá ha tôi tưởng là con Conan Winter nó cũng như người ta rồi ừ, vô. vô một con level một con level một chứ không ra luôn á lấy con level để thôi lấy con level tám mươi mấy đi là, là, nó gấp đôi thôi vậy thôi nó cũng không có công bằng lắm lấy con hầm mấy đi rồi tháo ợp ra ở cái con winter thì nó mạnh hơn bình thường à tôi tưởng là nó nó giống nhau nó chỉ là winter thôi nó chỉ là đổi phiên bản thôi à số tiền nó cũng khác nhau một xíu nè anh em coi còn còn gì nữa không À, cương ma chắc chắn là xin ăn rồi à đã đọc ải chỉ ải chỉ thần trưởng này cũng ta dê yeah được luôn nữa rồi coi còn gì nữa um... chủ tịch phật tổ hai con luôn quay <laughs> <Wai> phư <-fư. cười> chủ tịch phật tổ này là hiếm lắm đó mà cùng được kiếm được hai con rồi tranh thì bao la này nọ nọ kia chia à, nọ ô oh, ghê yeah. hợp quà bốn bốn hợp quà ba cái này... Um, Santa Tính ra là... À, cô thật bây giờ xịn lắm rồi đó Để tôi coi lại con Winter này cái nó như thế nào anh em Sao tôi thấy nó... Hơi bị xịn Bỏ cái đầu tiên đi Đi cái đầu nó nhục lắm Rồi, vô mình sẽ coi lại cho anh em thôi cái con Winter này nó... Nó hơi lạ lạ ha Tôi uh, đi normal rồi tại vì... Um, đang đi thì bồ điện cho nên là... Không có chọn kịp chim <laughs> Giờ mới vô nè Đó, để coi con Conan này nó với con Winter nó đánh nhau như thế nào Tôi tưởng là tụi này nó giống nhau Ai à, về nó khác nhau Hèn chi mấy ông kia kêu anh Huy Em có con Conan Winter nè Winter là mùa gì ta Winter là mùa xuân mà đúng không Baby bơ Con này thấy có vẻ ngon á ta Không biết là mình có nên xin cụ hay không Xin theo phiên bản là mình lấy mà mình im lặng Và mình không nói gì á Theo dân gian người ta gọi là ăn trộm á <laughs> Dân dân học thì người ta gọi là mượn Mà không hoàn lại á trong kinh tế học hoặc đối đáp người ta gọi là ODA đó anh em ODA là gọi là viện tợ không hoàn lại ví dụ đất nước nào mà đối kém quá đó thì Liên Hợp Quốc sẽ viện tợ ODA rồi là ODA là viện tợ không hoàn lại nó thẳng ra là cho đó <laughs> thì cái này là mình không biết là có nên xin cụ cái con bber Winter được không ha nhìn nó cũng có sức hấp dẫn đó nè đó ai đủ tiền rồi cô nam à, hai con này không có ợp nha cái ợp của cô đỏ đỏ này gắn vô chơi chứ không có thấy không có phản ứng gì đâu À, nói chung là tất cả đều là giấy thôi rồi, cũng không khác nhau nhiều Sao kêu cũng là giấy thôi, chỉ là đổi trang phục Lên đây là con này là bận bộ đồ của Akatsuki Bên đây thì bận bikini à, bận kimono, bên đây là bận kimono, loạn bikini à, Bên đây Akatsuki, bên đây là kimono Rồi, à, 600 trăm 300 dam Kiểu là gấp đôi luôn á anh em Lên 900, cây này lên nhiêu năm trăm mấy tại vì level một nha level mà bằng nhau thì tôi nghĩ là phiên bản đam gấp đôi luôn á hình như là như vậy rồi một con giống nhau hoàn toàn khác nhau mỗi cái là như là mọi thứ đều nhân hai lên đấy đam nhân hai lên chứ mà mọi thứ nhân hai lên nó nó quỳ vốn à cái vụ đam nhân hai phạm vi nhân hai tốc độ đánh nó nhân hai thì nó quỳ vốn <laughs> tại, tại vì mạnh gấp đôi mà đánh lâu gấp đôi thì nó cũng như không cho <laughs> nên thôi có nhiều số cũng không cần phải nhân hai thôi nhân nhân cái nào cần nhân thôi up đây hai một ba ô không bây giờ nó hết nhân hai lên rồi lúc đầu thôi bây giờ nó nó có cái sự uh, chung quy về nhau rồi mặc dù thì nếu mà lấy uh, ngang thì nó có thể nó sẽ hơn một xíu mà cũng không không phải là nhân hai rồi đi không không nhanh kìa giờ mới thấy à cụ có những con mà tôi không có luôn mặc dù là mình đã xin ăn miệt mài rồi có vẻ như là cụ chơi chị chiêu là um, cụ già lắm các cháu hay gì đó rồi cho cụ xin sao như da bi này tôi cũng không có là tôi me con da bi lâu lắm rồi đó chắc là phải xin thôi xin uh, xin người khác khó lắm nên là xin cụ thuật xin một cách âm thầm đó mình tạm gọi là xin đi dân gian gọi là ăn trộm ủa như tôi nhìn gì nó sai sai như gấp đôi thiệt nãy tôi nhìn số tiền anh em Tôi nhìn số tiền mà tôi tưởng là đam Đây, nhìn lại nha, sorry <laughs> 1.500 2.500, gấp đôi thiệt coi Thầy ơi, con này gấp đôi, con Conan bình thường luôn mà ta nghe được Phiên bản mùa xuân nó mạnh quá ha Tính ra mạnh hơn phiên bản bình thường luôn á Furious nè, update 4 Update 4 luôn 6.500 à, 4.000 Level khác nhau thôi, level khác nhau thôi, nhưng mà nên là con này nó chỉ lên hơn gấp rưỡi nhưng mà có vẻ như là gấp đôi đó làm phát nữa kìa ha quay trái nữa coi cái như thế nào tôi thấy như là một tương lai tươi sáng đang chờ đợi luôn á rồi ấy cộng lên là 6.000 đam nè con này chỉ cộng 3 600 sáu rồi rồi đúng rồi đó đó nó cứ cộng tè tè như thế này thôi cái gì nó cũng hơn hết á tính ra ổn dữ ta đó cô nam này lên nè hình như số tiền nó hơi khác nhau xíu đúng không cô nam bên đây hai nghìn à cũng không không có chơi lệnh nhau nhiều lắm anh mà đam thì nó trên lệnh nhau khá nhiều đó rồi đắp lên mắt luôn mắt cô này là chỉ có 13.000 thôi à, đó rồi mắt bên đây bên đây chưa mắt là đã 10 13.000 rồi nếu mà bằng level vơ nè ấp lên phát nữa ôi ngon cô này xịn hơn thì ra là như vậy vì cụ thật ém hàng chi hồi nãy cụ thật nói cái gì à, đừng có đụng tới bay gì đó à, tôi cũng chưa hiểu lắm hả à, thì ra là dấu hàng hiếm sợ tôi lấy à, tôi lấy tôi giả bộ mất à mắc cả câu thật <laughs> rồi tu nớp mà mấy ông bây giờ sẽ tới là Rô rồ tu bị ăn trộm <laughs> Ghê ghê anh em Hai ai 20 000 đám rồi ai, ai cái này là gấp đôi thiệt luôn Tính ra phiên bản này xịn nha Nếu mà lên là 40 000 đam phạm vi 100 Thời gian đánh với nhau nè Mà có cái là con này là lên tới là 40 000 đam Con này thì không tới Bút lên là lên hơi bị nhiều luôn á Ôi xịn dữ <laughs> nay vô coi cụ thịt lón giáng sinh như thế nào thấy ạt à, cụ thực xịn quá đây là thành quả của việc uh, rồ tu nớp sau đó lại nớp tu rồ nhưng mà bây giờ đã full rồi bây giờ uh, mà khô máu 44.000 kim cương này nữa thì chắc là sẽ chỉ có thể ăn cám thôi chứ không còn món gì ăn hết á uh, hoặc là còn một món nữa đó là chờ trời mưa để chúng ta cạp đất cho nó dễ tại vì trời nắng thì đất nó hơi cứng trời mưa đất mềm cạp nó dễ hơn chứ bây giờ không còn làm được gì nữa đâu làm được nhiệm vụ hàng ngày thôi uh, cộng thêm thôi tại vì full tách đam rồi tính ra vậy là ngon rồi update nào cũng khôn áo được hết tên còn tới 44 000 kim cương hộp quà và những thứ khác đều có hết tính gạt ngon lắm nè chắc là phải xin xinh xíu thôi phải xin cụ rủ lòng thương để cho chứ cụ chơi cụ xin ăn mắt như thế này để cho bạn nào biết là cụ cụ thật chào rồi um, Bớt cho lại đi à, anh quy đang nghèo à, cho quy nè <laughs> thôi hôm nay vô thăm cụ thôi chứ không có gì hết á mấy bye, bye anh em hẹn gặp lại những video tiếp theo